này tìm được cạnh hài cốt. Có thể nó được móc vào dây kéo của túi đeo chống nước này, nhưng sau đó bị rớt ra. Có khả năng là vậy. Ý, hình như đây là hai tờ hóa đơn mua hàng. Hai tờ hóa đơn này được dùng giấy phát để in ra, nhưng qua 10 năm, chữ đã bị xóa mờ, làm sao hóa nghiệm được. Dùng máy VSC có thể hồi phục lại được chữ. Là Video Bestro Comparator, máy so sánh từ số nhìn. Chúng ta vừa nhập một mẫu mới bên anh về, mẫu này mua đấu hóa nghiệm đi. Được, cứ giao tôi. Cảm ơn. Báo cáo nguyên nhân cái chết của Jay đã có. Mọi người xem hình X-quang sẽ dễ giải thích hơn. Anh nè, có thể nhìn thấy hai bên đầu gối nạn nhân đều có vết bể xương. Suy đoán là khi bị tấn công té xuống đất tạo thành. Nhưng mà tình trạng rất là nhẹ, chắc là không đủ để gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng trên người anh ta có hai vị trí bị gãy xương nghiêm trọng, có thể là nguyên nhân gây tử vong. Đó chính là tại vị trí đốt sống lưng L1 và L2. Tôi đoán trước khi chết anh ta từng bị vật cứng đại loại như là gậy gỗ đánh mạnh vào lưng. Bởi vì toàn bộ xương đốt sống che chở cho rất nhiều dây thần kinh của cơ thể, cho nên nếu xương đốt sống bị gãy, dây thần kinh sẽ bị sự tổn hại nghiêm trọng. Hậu quả thế nào? Nghiêm trọng nhất là bại liệt chi dưới. Vị trí vết thương nghiêm trọng thứ hai là ở đâu? Là vị trí này của xương sườn. Xương sườn số 5 bên ngực trái nạn nhân bị đánh gãy, cho thấy vết gãy 95 độ đâm vào phổi, làm xuất hiện tình trạng xuất huyết nội và hô hấp khó khăn. Thông thường loại xuất huyết nội này cần khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau xuất huyết nhiều cho tới chết. Cùng lúc đó vì Jay bị người ta đánh khiến chi dưới bị liệt, không thể chạy đi, cho nên anh ta vừa bị đau đớn vừa bị xương sườn đâm vào phổi, từ từ thiếu oxy và từ từ dẫn đến tử vong. Đúng là sự dày dò chậm rãi. Chúng tôi đã hóa nghiệm vết máu trên quần áo của nạn nhân, chứng thực là của Jay, Phương Thế Vinh. Điểm này càng nhấn mạnh suy đoán của bác sĩ Lương trước khi nạn nhân chết từng bị tấn công. Phương Thế Vinh bị chôn trên một quang đảo gọi là Lãng Sa Loan. Đó có thể là hiện trường thứ nhất của dự án không? Không, tôi khẳng định như vậy là do tờ biên nhận này. Tờ biên nhận này là tấm hình số 17. Biên nhận này được tìm thấy trong túi đeo chống nước của Jay. Trải qua thời gian dài 10 năm, mắt thường đã không thể nhìn thấy được trên đó viết những gì. Có điều chúng tôi dùng thiết bị so sánh tần số nhìn VSC của anh để hồi phục lại những chữ đã bị mờ. Trong túi đeo chống nước của Jay, chúng tôi đã phát hiện được hai tờ biên nhận. Một trong hai tờ đó là trước khi anh ta mất tích 3 ngày, đã mua đồ tại một tiệm ăn nhanh ở Thiên Thủy Di. Chắc là không có liên quan tới vụ án. Tờ thứ hai chính là tờ này, là của một tiệm tạp hóa tên là Easy Go ở đảo Nam Nha. Dung thủ Loan in ra, ngày trùng hợp với ngày Jay mất tích, thời gian là 11:32 sáng. Hôm đó không phải Jay đi khiếu Tây Loan ở Tây Cống chèo thuyền độc mộc sao? Tại sao lại ở đảo Nam Nha? Có khi nào anh ta từ khiếu Tây Loan Tây Cống chèo qua đảo Nam Nha chơi không? Khiếu Tây Loan và đảo Nam Nha cự ly rất xa, ít ra phải chèo cả nửa ngày mới tới được. Hôm đó lúc hơn 9 giờ, Jay và bạn bè thay đồ ở Tây Cống, 11:30 không thể tới đảo Nam Nha được. Còn một chuyện cũng rất lạ, căn cứ vào khẩu cung của ba người bạn của Jay, hôm đó Jay một mình ở lại. Cứ cho là anh ta tới đảo Nam Nha đi, tại sao anh ta lại tới tiệm tạp hóa mua 12 chai bia, 5 gói khoai tây chiên, 2 gói kẹo và 1 gói đậu phộng nhiều như vậy chứ? Đúng là có rất nhiều nghi vấn. Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Jay đã chết thế nào vậy? Tụi em suy đoán trước khi cậu ấy chết, từng bị người ta dùng vật cứng hình gậy tấn công rất mạnh, dẫn tới liệt chi dưới. Nhưng nguyên nhân khiến cậu ấy chết là do một trong những xương sườn bị đánh gãy, đâm vào vùng phổi, sau đó trải qua 2-3 tiếng đau đớn dày dò, từ từ vì xuất huyết quá nhiều và thiếu oxy mà chết. Jim, nè, anh đừng vậy mà. Tại sao vậy? Khi Jay bị bệnh nặng tới chích thuốc, nó cũng không dám nhìn. Tại sao nó chết thảm như vậy? Tại sao chết thảm như vậy chứ? Tại sao đối xử với em trai anh như vậy? Anh bình tĩnh chút được không? Anh còn phải chăm sóc cho má anh nữa đó. Em yên tâm, anh không sao đâu. Anh sẽ tự giúp mình. Nhưng anh vẫn muốn biết một chuyện, mọi người có suy đoán ra hung thủ là ai chưa? Trước mắt vẫn còn nhiều nghi điểm. Bây giờ Ada sẽ đi tìm ba người bạn năm đó cùng chèo thuyền với cậu ấy để hỏi cho rõ ràng. Hỏi như vậy có ích sao? Anh phải tin tưởng họ chứ. Bây giờ chỉ còn cách tin thôi. Tay anh có đau không? Đang chảy máu kìa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đem coi thử. Anh nghĩ không sao đâu. Hai cánh tay phải tạo góc vuông. Khi đẩy ra thì hít vào, khi kéo vào thì nhớ phải thở ra. Tuyệt đối là không được kéo ráng sức, nếu không sẽ rất dễ bị tổn thương. Làm lại lần nữa đi. Bùi, có hai cảnh sát tới tìm anh kìa.
Cảm ơn anh. Xin lỗi nha, cô cứ tập động tác đó đi, tôi sẽ quay lại ngay. Anh có phải là Tăng Tử Hoa không? À phải. Tôi là thanh tra cao cấp đội trọng án Tây Cửu Long, Lạc Sảnh Nghi. Cảnh sát trưởng Lý Triển Phong. Madam, sếp, tìm tôi có gì không? Chúng tôi muốn tìm anh trợ giúp điều tra một vụ án mất tích 10 năm trước. Cô nói vụ của Jay sao? Tôi đã xem báo, bộ hài cốt đó là của Jay thật à? Vụ án mất tích này anh là một trong những nhân chứng quan trọng, nên chúng tôi muốn mời anh về hỗ trợ điều tra. Không có vấn đề. Nhưng mà Jay là chèo thuyền độc mộc gặp nạn, tại sao thi thể lại được tìm thấy trên quan đảo chứ? Cậu ấy chết như thế nào? Xin lỗi, chúng tôi không tiện nói ra chi tiết. Hôm xảy ra vụ án, ngoài anh ra còn có hai nhân chứng quan trọng nữa. Một người là ông chủ ở đây, Hồ Khởi Nhân. Người còn lại là vợ của anh ta, Trương Mỹ Ân. Chúng tôi muốn gặp họ. Alex sắp quay về rồi. Michelle chắc là đang dạy lớp yoga, nhưng mà chắc cũng hết giờ rồi. Tuy đã qua 10 năm, nhưng hy vọng ba người có thể còn nhớ tình hình lúc đó, hỗ trợ cho chúng tôi. Nhất định rồi. Chơi chết chú Lý như vậy, chúng tôi cũng chắc muốn biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xin hỏi ba người và Jay có thể coi là bạn thân hay không? Thật ra chúng tôi và Jay quen nhau chưa tới 2 năm. Mọi người đều cùng gặp nhau tại Fun Fun Canyon Club rồi nói chuyện với nhau. Có thể nói là rất tâm đầu ý hợp, nhưng không thể coi là bạn thân được. Căn cứ vào lời khai của ba người, hôm đó là chủ nhật, ba người đã hẹn với Jay tới khiếu Tây Loan Tây Cống chèo thuyền độc mộc. Có thể kể lại tình hình lúc đó không? Hôm đó 9 giờ chúng tôi tới Tây Cống, nhưng mà khi chuẩn bị thay quần áo, Michelle nói là không khỏe. Tôi thấy thời tiết không tốt, gió cũng mạnh hơn, nên tôi đề nghị cùng nhau về. Nhưng Jay nói muốn ở lại chơi thêm một chút nữa. Khi ba người đi là mấy giờ? Khoảng 9 giờ rưỡi. Lúc đó gió hơi lớn, nhưng mà với kỹ thuật của Jay, chúng tôi cũng không lo lắng gì. Cho nên sau đó chúng tôi về, ai làm chuyện ấy, không có liên lạc cho Jay nữa. Cho tới khi anh hai của Jay là Jim liên lạc cho chúng tôi, mới biết thì ra Jay đã mất tích. Chuyện của Jay tôi say rất là lâu. Hôm đó nếu không phải tôi thấy mệt, muốn chúng tôi đi chơi với nhau, thì Jay đã không có chuyện rồi. Mọi người thường tới Tây Cống chèo thuyền sao? Phải, hội của chúng tôi Fun Fun Canoe Club ở Tây Cống, cho nên chúng tôi hay tới đó chơi lắm. Mọi người có tới Lãng Sa Loan chơi không? Quan đảo đó không có gì đặc biệt, quan trọng là bên đó sóng gió tương đối mạnh. Từ Tây Cống qua đó rất xa, tốn sức lực và tốn thời gian, nên trước giờ chúng tôi chưa tới đó. Chúng tôi xem báo, biết được hài cốt của Jay được phát hiện tại đó, đều thấy rất kỳ lạ. Tại sao cậu ấy là ở đó chứ? Phải đó, cứ cho là chiếc thuyền bị lật trôi ra ngoài biển, bị sóng xô đẩy, cũng không thể nào chôn vào trong bùn được. Vấn đề đó chúng tôi đang điều tra. Nhưng các người có biết Jay có bạn sống ở đảo Nam Nha không? Đảo Nam Nha? Ừ. Không có. À, hai người có nhớ có một lần cũng là bốn chúng ta tới đảo Nam Nha leo núi không? Chúng ta đi ngang qua bãi biển sách Cổ Loan, nhìn thấy một người không? Ông ta dùng thuốc nổ đánh cá đó. Em nói làm anh nhớ lại rồi. Dùng thuốc nổ đánh cá, vừa tàn nhẫn vừa phá hoại sinh thái, còn phạm pháp nữa. Tôi còn nhớ Jay đã tới kêu người đó đừng làm như vậy nữa. Cậu ấy nói chuyện rất lịch sự, nhưng người kia rất là hung dữ. Jay mới không nhìn được nên nói, còn làm vậy sẽ báo cảnh sát. Người đó nghe Jay nói báo cảnh sát càng hung dữ hơn, nói đảo Nam Nha là địa bàn của hắn, nói là sẽ không khách sáo với Jay. Người đó còn muốn đánh cậu ấy nữa. Cũng may là hai người lôi hắn lại. Chuyện đó bao lâu rồi? Có một lần chúng tôi chèo thuyền xong, cao hứng tới đảo Nam Nha leo núi. Hình như là vào tháng 10. Chắc là một năm trước khi Jay gặp nạn đó. Lâu lắm rồi đâu có còn nhớ rõ nữa, nhưng có thể khẳng định là chủ nhật. Rất cảm ơn ba người đã cho thông tin có ích. Tạm thời chúng tôi chỉ hỏi tới đây. Cảm ơn. Tôi tiễn hai người ra ngoài. À, cảm ơn. Nếu tôi nhắc lại thêm được gì, sẽ lập tức thông báo với hai người. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ tìm cô nhờ giúp đỡ. Không vấn đề. Chúng tôi đều muốn làm gì đó cho Jay mà. Cảm ơn cô đã hợp tác. Cảm ơn cô. Cảnh sát đã tìm tới chúng ta rồi. Bây giờ họ đã tìm được hài cốt của Jay. Vậy sẽ tra ra được là chúng ta làm. Làm sao đây? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có để lộ vẻ hoảng sợ như vậy. Tóm lại cẩn thận một chút thì nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.